Hôm nay mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm món mới mọi người. Đây là món mắm cá lóc phi lê mọi người. Thì mắm này mình đã lấy xương ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ chiên mắm. Trước khi chiên mình sẽ bật bếp lên. Mình hết tỏi mình để hành nữa mọi người. Để nước mắm trước mọi người. Mình sẽ để gia vị vô. Mắm này mình chưa có chao đường hết mọi người, thì mình làm còn nguyên chất mình chưa có chao, ở đó nó không có nước nó không được vàng. Chia hai con
Đó chính đó mọi người, bây giờ mình sẽ đổ vô dĩa. Lên đây nè. Mình sẽ nặn một lít chanh vô mọi người, miếng chanh vô. Để ướp lên mọi người. Giờ mình sẽ mời mọi người dùng với mình nha. Mình thử một miếng này. Còn hơi mặn. Làm miếng nữa. Có đại ca lại nữa. Thơm không? Ăn cái cơm vừa luôn mà. Ngon quá. Thì video của mình đến đây kết thúc mọi người. Thì mọi người xem video thấy hay nhớ chia sẻ và ủng hộ kênh mình nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người.